Thưa quý vị và các bạn, hòa chung khí thế thi đua sôi nổi cùng với đồng bào các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh hướng về ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11 hàng năm. Đồng bào dân tộc Dao ở huyện Sơn Động vui mừng phấn khởi bởi năm qua, đời sống kinh tế, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Ngày hội đoàn kết toàn dân là dịp để người dân hội tụ vun đắp tình làng nghĩa xóm, quyết tâm chung sức đồng lòng xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trong cộng đồng. Hôm nay, đồng bào dân tộc Dao ở thôn Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động. Từ người cao tuổi đến trẻ con, ai cũng rạng rỡ phấn khởi trong những bộ trang phục đẹp nhất đến nhà văn hóa thôn dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Những câu chuyện thôn, xã, rồi đến câu chuyện làm ăn kinh tế, nuôi dạy con cháu học hành được bà con trao đổi, chia sẻ chân tình với sự tin tưởng, phấn khởi, ánh lên từng ánh mắt nụ cười. Hôm nay coi như là chúng tôi đi dự đại hội này, chúng tôi cảm thấy rất vui và con người nó khoan khoái rồi tưng bừng và được gặp rất là nhiều người, tất cả bà con chị em và trong thôn, chúng tôi cảm thấy vui lắm. Em ơi, vào đợt để có chỗ em. Đời sống bà con bây giờ khấm khá rồi. Hôm nay già vui lắm được thôn tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Cả bản gác lại công việc nương rẫy để cùng nhau chung vui ngày hội, cùng ăn cơm, uống rượu. Những năm qua, mặc dù kinh tế còn khó khăn, nhưng đồng bào dân tộc Dao thôn Tuấn Sơn phấn khởi khi từng ngày nhận thấy thôn bản thay đổi. Nhiều nhà cao tầng mọc lên, kinh tế phát triển, không còn bữa no, bữa đói. Có được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết đồng lòng, chung sức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Từ 2005 mới bắt đầu di dân trường bán lên đây thì bà con này bước đầu thì bà con cũng rất là lo lắng khó khăn về cái kinh tế. Nhưng mà cho đến nay thì hơn chục năm nay thì cũng phát triển rất là nhiều mà dân đoàn kết. Ngày hội đoàn kết đồng bào dân tộc Dao ở thôn Tuấn Sơn không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hòa thuận tình làng nghĩa xóm, mà còn là dịp để bà con trong thôn cùng tụ hội, chung vui trong một bữa cơm gia đình lớn. Người Dao ở đây luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, đoàn kết. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân cư luôn được phát huy trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng bản làng ngày càng ấm no, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt, ấm áp nghĩa tình hơn.